Hôm nay em dậy sớm hơn mọi ngày. Em cho con đi học, sang trạm lấy thuốc rồi đi làm. Uống thuốc ở dưới huyện thì em cũng uống lâu rồi. Phải đi 30 km, đường khó khăn lắm. Tiền nông cũng tốn hơn 100.000, cả tiền ăn, tiền xăng xe. Giờ em được chuyển về điều trị ở trạm y tế ngay bên kia sông. Ngày mưa sang sông cũng khó, nhưng vẫn tiện hơn nhiều so với đi lấy thuốc ở trên huyện. Sang trạm em gặp dì Đoa, người cấp thuốc cho em hàng tháng. Dì cũng là người thường đi xét nghiệm ở bản và giúp đỡ chúng em. Hàng ngày em đi làm ở xưởng của được 90.000. Những ngày em đi tập huấn lại bảo với cô chủ cho cháu nghỉ mấy hôm nhé. Cháu đi tập huấn dù không có thu nhập, nhưng đi tập huấn để em làm tư vấn giúp đỡ mọi người, em vẫn thích đi. Em đi tư vấn cho nhiều người lắm, người bạn em, bạn En, cả bạn Trăng, bạn Đỏ nữa. Em nói tư vấn thế này không có lợi cho em đâu, có lợi là có lợi cho anh chị mà thôi. Có nhiều người không dám sang trạm, phải sang tận nhà xét nghiệm, họ cũng sợ như em. Ngày trước bạn bè anh Huy cũng nhiều, mà bạn anh Huy cũng như bạn em. Nếu không biết thì từ chồng lại lây sang vợ, lại lây sang con. Để trẻ con đẻ ra bị nhiễm HIV thì thương lắm. Xét nghiệm dương tính thì nhiều chị cũng buồn khóc, em lại động viên. Thuốc bây giờ tốt lắm, tiếp cận với thuốc thì sẽ sống lâu dài. Sống vì con mình, các chị nhé. Ngoài việc tư vấn, em còn được các bác sĩ giao cho phát bơm kim tiêm. Các anh nghiện vẫn thường qua nhà em lấy bơm. Thiện đó, em cũng nói với các anh ấy là nên đi xét nghiệm. Xét nghiệm mà dương tính thì đi uống thuốc, giữ gìn sức khỏe cho bản thân, cho vợ, cho con. Có anh cũng nghe, nhiều người nghe, họ hiểu thì họ cảm ơn em vì em đã giúp đỡ họ như thế. Có chị ở dưới bản, chị ấy không muốn làm xét nghiệm. Thỉnh thoảng em lại sang thuyết phục, rồi mời dì Đoa sang tận nhà thuyết phục và làm xét nghiệm cho chị ấy. Dì còn chở chị ấy đi đăng ký để điều trị ở trên huyện. Giờ thì chị ấy yên tâm rồi. Em cũng nghĩ về gia đình em, nghĩ nhiều lắm. Em tâm sự với chồng là sợ hai vợ chồng chết thì con khổ lắm, vì con em đang còn nhỏ mà. Nhưng rồi uống thuốc em cũng khỏe, em thấy yên tâm đi làm. Sống vì con, cũng chính vì thế mà em muốn làm tư vấn. Hết chương trình em cũng sẽ làm công việc này. Dù không có tiền, em vẫn đi để nói với các anh chị, các bạn bị nhiễm giống em, để họ được uống thuốc như em để sống khỏe, còn nuôi con.